Đây mọi người, hôm nay mình sẽ cho quà cô dâu nha, cho quà cô dâu để chúc phúc cho cô dâu. Nhưng mà cô dâu vẫn đang khóc, này thì nát chảy hết. Em ơi, em cho quà. Đây cô dâu. Đấy, chúc cho hai em được trăm năm hạnh phúc nhá. Đây cũng chỉ là một cái tấm lòng, là một người làm phim cũng như là nhiếp ảnh gia, thì mình muốn chúc đến cho hai bạn đấy được trăm năm hạnh phúc thôi mọi người. Xin chào tất cả mọi người, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình đi làm một cái video này để giới thiệu đến cho mọi người xem về một cái phong tục tập quán về cái đám cưới của người dân tộc Tày mọi người nhá. Thì đây như các bạn thấy thì mình đang đứng trước cổng rạp rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong xem là khu hội trường mà người đồng bào dân tộc Tày họ đang sử dụng ăn cỗ, rồi là có những cái nét văn hóa gì về cái phong tục uống rượu, hay là cũng như là cái nếp sống phong tục cưới xin của người Tày như thế nào. Thì mời quý vị và các bạn cùng bước theo mình để đi vào bên trong nhé. Đây mọi người ơi, ở bên trong này là chính là cổng rạp của hội trường cưới mà bà con dân tộc họ đang ăn cỗ ở bên trong. Bây giờ mình sẽ đi sâu bên trong hơn để mình khám phá xem là những món cỗ của họ như thế nào và cái phong cách uống rượu của họ ra làm sao mọi người nhá. Ok mọi người. Các bạn ơi, đây chính là cô dâu của lễ vu quy ngày hôm nay. Cho mình xin phép được hỏi cô dâu một xíu nhá. Cô dâu năm nay bao tuổi rồi ạ? Em năm nay 18 tuổi ạ. Các bạn ơi, cô dâu 18 tuổi, vừa tuổi trăng tròn, vừa tuổi đẹp luôn để đi lấy chồng. Nhà chồng thì có gần đây không em nhỉ? Nhà chồng em gần đây đấy ạ. Thế ạ? Thì thôi, thay mặt cho tem nhóm thì mình xin chúc cho vợ chồng bạn là được trăm năm hạnh phúc nhá. Chúc cho các bạn là cứ làm sao mà sòn sòn một năm một đứa. Em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn bạn. Đấy mọi người ạ. Mọi người thấy không, cô dâu năm nay vừa tròn 18 tuổi thôi. Vừa cái tuổi trăng tròn, tuổi đẹp. Và con lấy một con cho mọi người hết đấy. Nhưng mà hình như là vừa nãy là thấy có hình như cô dâu hai vợ chồng là có con rồi à? Thế là có con trước khi cưới à? Đấy, mọi người ạ, thì mình cũng ghi lại rất là nhiều những cái đám cưới của người dân tộc này trên khu vực của Xuân Hòa, Bảo Yên. Thì cũng có rất là nhiều những cặp đôi họ có con trước khi cưới. Đấy, sau khi trong ngày cưới thì có thêm một cậu bé rất là hay. Đấy, đấy, cho nên là bạn nào mà chưa vợ, chưa chồng ấy thì cố phấn đấu theo như cặp đôi này nhá, mọi người nhá. Các bạn ơi, đây thì là mình đã tiếp xúc một mâm rượu đầu tiên. Mâm rượu này thì có rất là đông người họ đang uống rượu. Nhưng mà mình sẽ đến chào mọi người. Em xin chào tất cả mọi người nhá. Em đang làm một cái video để muốn giới thiệu đến bản sắc người dân tộc chúng ta khi ăn cỗ cưới, là chúng ta uống rượu là chúng ta có cái câu nói gì đấy. Nhưng mà em xin phép thì chắc là em không uống được đâu, em chỉ lân đi cùng nhau. Đấy mọi người ơi, cái phong tục tập quán của người ta uống rượu ấy thì người ta có một cái câu rất là hay, đấy là chính là cái bản sắc của người Tày mọi người nhá. Em cảm ơn nhá. Vâng, kính thưa quý vị, khi mời quen nhau thì các bạn trẻ của chúng ta cũng đã thầm ao ước rằng ước gì tất được chung nhà, chung chung tình đôi ta vẫn như thuyền với lái. Và để minh chứng cho tình yêu, minh chứng cho hạnh phúc đó, thì ngày hôm nay trước sự chứng kiến của quan viên hai ngõ bốn bên. Khi uống rượu thì các vãi, các bà cô, ông cậu là rất là thích là được nhảy múa mọi người ạ. Đấy, đây cho mọi người xem. Các bà cô, ông cậu ở đây thì mọi người ai cũng rất là xinh xắn, ai cũng rất là giỏi về cái uống rượu. Dạ vâng, cảm ơn ạ, mời cô ạ. Đấy, mọi người thấy không? Người Tày thì họ uống rượu rất là tốt và có cái phong tục uống rượu của họ thì rất là vui. Đấy, bạn nào
bên ngoài này thì bên ngoài này thì là mọi người đang dọn khu bàn này đi để làm một cái chuẩn bị là nhảy đấy mọi người. Rất là vui. Thì lát nữa mình sẽ ghi lại những cái hình ảnh đó cho mọi người xem nhá. Xưa để lại ấy, thì rất là hay. Còn đây cô dâu ở bên này mọi người nhá. Đây. Cô dâu này rất là xinh. Đây là con cô dâu mọi người này. À không bạn, có phải đây à? Con ở bên kia rồi à? Ok. Đây nhá, thì mình sẽ đứng lại mình ghi toàn bộ cái khung cảnh ở trên ngôi nhà sàn và theo cái tục lệ của người Tày trao quà mọi thứ khi trước khi về nhà chồng mọi người nhá. Đây mọi người ơi, trước khi mà cô dâu về nhà chồng thì bên nhà gái là phải có những cái món quà, ví dụ như là chăn gối này, sau đó là phải uống rượu nữa đấy mọi người ạ. Phải uống rượu nữa rất là hay luôn. Đấy, chăn gối đầy đủ này để phục vụ là đem quà về làm cho cô đưa bà đón rồi cậu đưa cậu đón đấy. Còn đây là tất cả gia đình hai họ Mạc. Bấy chắc ở đâu anh ta có hả? Đấy, mọi người nhìn xem là đây rất là nhiều những cái món quà của bên họ nhà gái. Rất là nhiều những món quà, chủ yếu là chăn ga gối đệm. Bây giờ đại diện họ nhà gái đang có đôi lời phát biểu mọi người bên người Tài là có phong tục nhận là lễ nhận quà. Đây là tăng ba phụ gia hay là gia so để tăng ba ông phây như là một chủ tăng mà cái này là nó sao đây là chú rể, sao đây là phụ gia, sao không phải nhá, kia là chú rể rồi nhá, không phải chú rể đấy. Chuẩn bị làm lễ mọi người.
thì cho phục hạ mình. Đây này phải xin cân làm. Và thứ hai là bắt đầu dâu. Thì có nghĩa là cái này là mình đem về bên nhà trai đấy. Vâng. Nhưng mà trước khi mà về là phải uống rượu đã đúng không? Vâng, thôi. Rượu uống rượu. Vâng. Đây là phong tục của người dân tộc Tài mọi người ạ. Đây là những cái món quà cũng như là những cái ly rượu ở trên này. Trước khi đây là xin chân bàn ở bên nhà gái. Đây là những cái món quà chân bàn ở bên nhà gái để đem về cho tặng quà cho bên nhà trai đúng không ạ? Đây là người nhà trai. Vâng. Thì bên nhà gái người nhà trai. Vâng, bên nhà gái người nhà trai. Vâng, đây là ông bà nội. Bên bà chư nội. À, vâng. Đây là bên ông bà nội bên nhà 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 trai. Vâng. Trên đây là có 4 ly rượu để gọi là mời các đại diện cho bên người nhận quà bên nhà trai mọi người ạ. Đây là người đại diện cho bên nhà trai. Đây là họ đang có những câu hát theo gì? Đấy là nó gọi là hát ở hát ở gì? Ở nhà hát. Hát theo truyền thống dân tộc của mình. Mọi người, đây là bên nhà trai đúng không? Nhà mình trai. Đấy thì hôm nay mình sẽ ghi lại, lưu lại tất cả những cái khoảnh khắc này để cho mọi người xem là về cái phong tục trước khi nhận dâu. Thì bên nhà trai có những cái câu hát để xin bên đón dâu ấy mọi người. Vì cái mic kia nó hơi chập chờn, âm thanh hơi chập chờn cho nên các bạn nghe không được rõ lắm. Có một anh đang cầm pin lên để thay. Có anh cầm pin lên để thay mic. Thay pin thằng anh này mà. Đấy, bạn bên nhà gái này. Toàn chào xinh gái đẹp thôi mọi người nhé. Mọi người ạ, thì đây nó cũng là theo cái truyền thống, theo cái phong tục tập quán thôi. Trước khi cô dâu về nhà chồng thì mọi người sẽ tặng quà cho cô dâu, trao tiền. Và cô dâu sẽ có một cái gì đấy, cảm giác nó sẽ rất là buồn và sẽ rơi những giọt lệ trông rất là đáng thương mọi người ạ. Đấy, nhưng mà sau khi về nhà chồng rồi thì đại đâu vào đấy. Đấy, có bạn bên này bảo là mai bên nhà chồng rồi lại cười kích thích. Đấy, nói thế cái cô dâu lại cười được ngay này mọi người. Mọi người thấy cô dâu này hôm nay xinh không ạ? Rất là xinh đúng không ạ? Còn đây, bên ở trên này thì có rất là nhiều những cô gái xinh nhá. Bạn nào chưa vợ, chưa chồng thì trai đẹp vừa nãy thì mình ghi rồi. Còn đây, rất là nhiều gái xinh luôn. Đấy. Đây mọi người ơi, bạn này là chưa chồng nhá. Bạn này chưa chồng. Sinh năm 2 em sinh năm bao nhiêu nhỉ? 2003. 2K3, 2K3 mọi người ạ. Ai mà hợp tuổi thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình nhé, mình cho số điện thoại nhỉ. Đây mọi người, hôm nay mình sẽ cho quà cô dâu nhá, cho quà cô dâu để chúc phúc cho cô dâu. Nhưng mà cô dâu vẫn đang khóc, này thì nát chảy hết. Em ơi, em cho quà.
Đấy, chúc cho hai em được trăm năm hạnh phúc nhá. Đây cũng chỉ là một cái tấm lòng là một người làm phim cũng như là nhiếp ảnh gia, thì mình muốn chúc đến cho hai bạn đấy được trăm năm hạnh phúc luôn mọi người. Còn đây mọi người ơi, đây chính là mẹ đẻ của cô dâu ấy. Chính xác đấy. Mẹ đẻ của cô dâu thì cũng rất là thương con, xúc động, rồi cũng từ nãy ở trên sân khấu thì cũng đã rơi những giọt nước mắt rất là thương con đấy mọi người. Nhưng mà đây cũng là cái niềm hạnh phúc cho gia đình cũng như là cái tình cảm của mẹ con. Đấy. Thôi cô ơi, chúc cháu Dung xin chúc cho gia đình nhà mình được trăm năm hạnh phúc. Trao dâu rồi là trao quà cho nhà trai đấy mọi người. Đấy, trên màn hình nhỏ của các bạn chính là vị đại diện cho bọn nhà gái. Họ đang có những câu hát đáp lại những cái lời của nhà trai. Là đây ạ, là bà cô đây này mọi người này. Đây là bà cô này, này. Đó, hôm nay bà cô này có hát rồi. Đấy, và bây giờ là bà cô của bên nhà gái là họ đang hát để đáp lời đấy. Đấy, phong tục tập quán của người Tài rất là vui, rất là hay, ý nghĩa mọi người ạ. Còn đây là những cái lón mà sau khi bên nhà trai họ đón dâu ấy, thì vị đại diện và dâu rể cũng sẽ phải đội những cái lón này mọi người này. Đấy, lát nữa thì mình sẽ ghi lại những cái khoảnh khắc mà dâu rể đội lón này, gọi là đi về nhà chồng ấy. Thì lát nữa mình sẽ ghi lại những cái hình ảnh đó cho mọi người xem nhé. Phong tục của mọi người là hát đối giao nhau là cũng xong rồi, và mời rượu uống rồi thì bây giờ chắc là bên nhà trai họ sẽ xin phép để đón dâu về đấy mọi người. Thì lát nữa thì ra bên ngoài cổng thì mình sẽ ghi lại những khoảnh khắc tiếp theo mọi người nhé. Mọi người ơi, đây thì là những cái khoảnh khắc mà người thân của cô dâu trao quà, trao tiền cho cô dâu trước khi về nhà chồng ấy. Một cái tình cảm rất là nồng thắm mọi người ạ. Đấy, đây, mọi người này, tình cảm cho ai cũng khóc lóc, gọi là tình cảm rất là gần gũi, tình cảm dặn dò cô dâu trước khi về nhà chồng, trao quà cho cô dâu. Ai biết hài không? Bên người Tài thì có cái phong tục là tặng tiền tặng quà đấy, trước khi về nhà chồng. Những lời dặn dò các bậc tiền bối của nhà chồng, nhà gái. Ngoài phong thì ăn cơm cưới rồi thì đây là quà riêng mọi người nhá. Đây là cái quà riêng chứ không phải quà riêng trước khi đi gọi là lên xe hoa về nhà chồng ấy mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây sẽ phải đội lón như thế này mọi người nhá. Anh em ơi. Bây giờ thì sẽ đứng đây để chụp một kiểu ảnh làm lưu niệm mọi người ạ. Ok. Chú rể lên xe hoa trước mọi người ạ. Bây giờ là cô dâu đang được bà cô. Bà cô nhỉ? Có phải bà cô? Bà cô đưa dâu nhỉ? Bà đón à? Bà đón đây là được bà đón bên nhà trai đang đón về. Bà đón. Đấy, ok mọi người. Vâng ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Thì đây là chắc là sau này thì anh em nhớ lại nhá. Lâu lên xe hoa rồi mọi người ạ. Thì chắc là mình xin dừng video tại đây. Thì hẹn mọi người trong những video tiếp theo nhá. Nhớ livestream nhá. Ok, xin chào mọi người nhá. Bye bye.